Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ chiếc xe Lamborghini nha các bạn. Xe rất xe xịn đó nha các bạn. Lamborghini. Trời ơi, sao cái chỗ mình ngồi toàn là nước không vậy trời. Ấy, mình đang vẽ cái thân xe nha các bạn. Đó, mình vẽ mấy cái chi tiết tuyết ở trên nha các bạn, chi tiết ở trên. Hai, mình vẽ mấy cái chi tiết ở trên xe Lamborghini nha các bạn. Chi tiết từ lưu hột mưa luôn, mình không biết vẽ là sao nữa. Chi tiết từ lưu hột mưa luôn, từ lưu hột mưa luôn. Hãy vậy rồi xong mình vẽ rồi, mình vẽ rồi là các bạn. Ui, bây giờ mình ra vẽ cái bánh, vẽ cái bánh, vẽ cái bánh, vẽ cái bánh nhá. Ấy, mình đã vẽ cái đường ở trong cái bánh xe rồi nha các bạn. Bây giờ mình vẽ cái bánh xe sau nha. À, sao nó xấu dữ vậy, mình vẽ lại. Rồi đẹp rồi đó, bây giờ mình vẽ ở trong nữa. Rồi bây giờ mình vẽ giống hồi nãy nha, nữa nha các bạn. Cái ruột sắt ở trong xe Lamborghini nha. À, sao đứng im ta? À, mình vẽ được một nửa, vẽ sắp xong rồi nha các bạn. Giờ mình thấy mình vẽ xấu hơn rồi đúng không các bạn? Đó, mình vẽ xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình vẽ lại hơi xấu chiếu. Mình vẽ lại nha. Cái này là cái gì mình còn không biết nữa. Mấy cái chi tiết gì ở trên xe Lamborghini mà mình chưa có biết nữa. Các bạn biết cái đó là cái gì, các bạn hãy comment lại ở dưới cho mình biết nha, chứ mình không biết nữa. Mình vẽ cái kính, cái cửa sổ window nha các bạn, window. Cái cửa sổ của chiếc xe này là xịn lắm nha các bạn. Tại vì xe này xe xịn mà. Mình đã sắp xong rồi nha các bạn. Chiếc xe đã sắp xong rồi nha. Rồi mình vẽ cái kính chiếu hậu nữa là xong nha các bạn. Rồi mình vẽ xong cái kính chiếu hậu rồi, bây giờ mình sẽ vẽ mấy cái chi tiết ở trên cái bánh xe nha các bạn. Mình cũng vẽ mấy cái ở trên chiếc xe nữa. Vẽ sao mình vẽ vậy nha các bạn, xe Lamborghini sao mình vẽ vậy. Chứ vậy không được đâu. Ai trời ơi. Mấy cái chi tiết ở trong xe Lamborghini mình vẽ hơi bị khó luôn nha các bạn. Mình vẽ cái bánh xe kế bên kia. Không có ruột nha các bạn. Bây giờ mình vẽ cái bóng đèn với lại mấy cái ở trên đây nha.
Wow, đẹp ghê luôn nha các bạn. Vẽ thêm một cái kiến trúc học cái bơi nữa là mình vẽ cái mình giờ mình sẽ tô màu vô nha các bạn. Chừng nào mới xong đây các bạn. Còn một ngày tô màu cho mấy cái nút xe Lamborghini nha, tô màu cả cái bánh xe cái bên đó nữa, tô màu cho mấy cái này nha, cho tô màu cho cái. Bây giờ mình đã vẽ xong rồi nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn thấy xe mình vẽ đẹp không các bạn?